Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Toyota Place Garden Grove, 1-800-357-6738. Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự Thế giới qua sự trình bày của anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì có một số dân biểu của tiểu bang Cali đã vừa đề xuất ra một cái kế hoạch viện trợ nhằm muốn giúp cho tất cả sinh viên của tiểu bang có thể tốt nghiệp mà với ít nợ hơn là bây giờ. Thì cụ thể thì theo như cái kế hoạch này là dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng chừng 1.6 tỷ mỗi năm từ ngân sách của chính phủ nhằm bổ sung cho các cái viện trợ hiện tại, không chỉ trả tiền học phí mà còn trả luôn tiền chi hoạt phí cho hơn 400.000 sinh viên của hệ thống UC và Cal State. Và theo như kế hoạch này thì nếu như gia đình nào có thu nhập trên 60.000 một năm trở lên thì các em của những gia đình này không hoàn toàn nhận được viện trợ mà cha mẹ phải đóng vào một ít. Sinh viên thì nếu nhận viện trợ này thì phải đi làm ít nhất là 15 tiếng một tuần. Tuy nhiên có nhiều người cho biết là hiện nay kế hoạch này vẫn chưa đi đến đâu, là vì thứ nhất most likely sẽ bị phản đối từ thống đốc Jerry Brown, và bản thân cái chương trình này cũng chưa đưa ra đầy đủ mọi chi tiết. Thêm nữa, có nhiều người chỉ trích là cái kế hoạch này đã bỏ qua sinh viên của các trường Community College. Nhưng mà bởi vì những cái người mà đề xuất ra kế hoạch này họ nói là nếu mà cộng luôn những sinh viên của Community College sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn nữa và sẽ càng khó thông qua. Thì không biết là kế hoạch này sẽ đi đến đâu thưa quý vị. Trên mạng NBC News, đây là tựa đề chính: 5 điểm chúng ta cần biết về CBO, tức là Văn phòng Ngân sách Quốc hội, tường trình về Ryancare. Hôm nay chúng ta mới có được cái chữ này đầu tiên, cho nên không phải là Trumpcare mà Ryancare. Thì 5 cái điểm này cần biết là như thế nào thưa quý vị? Thứ nhất đó là một điểm họ nói rằng lạc quan chắc chắn là cắt thâm hụt ngân sách, cut the deficit, cắt giảm thâm hụt ngân sách 337 tỷ Mỹ Kim từ bây giờ đến năm 2016, có nghĩa là tính từ ngày nếu bảo hiểm y tế này được thông qua cho đến năm 2026, cắt giảm được 337 tỷ Mỹ Kim. Thế thì dựa trên những nguồn tiền nào được cắt giảm? Medicaid, vâng, nghe đến cái chữ này thì nhiều khán giả Việt Nam chúng ta là nhảy lên tức giận. Lý do, người già, trẻ em khuyết tật, những người khuyết tật nói chung là đều nhận từ Medicaid. Ngoài cái chuyện tiền già, cái tiền bệnh ra, quý vị được hỗ trợ nè, đưa đón đi therapy, rồi thuốc men, rồi nhiều thứ khác nữa. Bởi vì đây là cái số tiền mà nhiều nhất mà chính phủ liên bang phải cung cấp cho các tiểu bang hiện nay, lên đến cả 100 tỷ Mỹ Kim. Cho nên cắt giảm được cái nguồn tài trợ Medicaid sẽ giúp cắt giảm thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 14 triệu người trên khắp các 50 tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng, thưa quý vị, thiếu đi cái sự hỗ trợ cho họ. Và chưa hết, nhiều vấn đề khác, 5 điểm lận. Raise the premiums. Nếu mà quý vị, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh nhé, bị tiền bệnh nhé, có nguy cơ bị tiểu đường, bệnh tim mạch này nọ đó, mà bắt buộc quý vị phải mua bảo hiểm đó, thì chắc chắn cái bảo phí của quý vị sẽ tăng thêm 25% cho những người ngoài 60 tuổi. Cho nên cái
dự thảo về bảo hiểm y tế này được cho là hỗ trợ cho người khỏe mạnh. Thí dụ như Thảo Yên nhà ta. Vâng, Thảo Yên rất là khỏe mạnh, còn trẻ. Thảo Yên trước đến giờ sợ bởi vì ảnh hưởng của Obamacare cho nên bắt buộc phải mua bảo hiểm. Mà Thảo Yên có đồng ý với chúng tôi từ hồi mua bảo hiểm giờ Thảo Yên chưa bao giờ đi đâu có phải không? Chính xác là như vậy thôi. Nếu mà có thì một năm đi khám bác sĩ một lần để xem coi làm sao thôi, chứ thực sự nhìn thấy rất khỏe. Mà nhiều người bạn của tôi trẻ đó thấy khỏe khỏe, không có bị, tức là làm việc chung bao nhiêu năm nay chẳng thấy bao giờ bị bệnh hết. Nếu mà có thì chỉ cúm sổ mũi thế thôi. Đúng rồi. Thì mua bảo hiểm là làm gì tốn kém, cho nên tiết kiệm được ít nhất là vài trăm đô la một tháng, không những cho riêng một mình mà nhiều gia đình vợ chồng khác nữa. Cho nên nhiều người sẽ không mua bảo hiểm. Thì ông Ryan ông nói đó, cái chương trình bảo hiểm y tế này không có nghĩa là cung cấp bảo hiểm y tế cho mọi người, nhưng quý vị thích thì mua, không thích thì thôi. Thế thì đó là một cái điểm vô cùng quan trọng cho hệ thống bảo hiểm y tế toàn quốc gia. Thích thì mua, không thích thì thôi. Thế thì hãng bảo hiểm sẽ nói, ai sẽ trả tiền cho những người bị bệnh của tôi? Tôi phải bán bảo hiểm cho họ, bị buộc phải bán bảo hiểm cho họ, trong khi người trẻ thì không mua. Thế thì sao? Tôi phải tăng bảo phí lên. À, đó là lý do mà những người nào bị bệnh hoặc là phải mua bảo hiểm sẽ thấy cái tiền này lên. Mà đa số những người này là ai thưa quý vị? Những người da trắng ở các tiểu bang ở miền Đông, miền Đông Bắc Hoa Kỳ, kể cả vùng Trung Tây nữa, ủng hộ cho ông Trump. Hôm nay mọi người hơi ngỡ ngàng. Họ nói rằng, tôi nghĩ rằng Obamacare quá tệ hại bởi vì tiền tăng của tôi lên tới 15-20%. Tôi nghĩ rằng khi tôi bỏ phiếu cho ông Trump, bảo hiểm của tôi sẽ giảm xuống. Ai cũng nghĩ như thế cả. Một cuộc thăm dò mới đây của các tổ chức, họ đều thấy là mọi người đều ngỡ ngàng. Và họ nói rằng đa số đều chống lại, và họ sẽ đưa cái việc chống đối này lên những cái nhà mà lập pháp. Và điều này có thể nguy cơ bảo hiểm y tế này sẽ gây sụp đổ cho Đảng Cộng Hòa trong tương lai. Đã có những cái tiếng nói rồi, và Đảng Dân Chủ bây giờ thừa cơ hội dùng bảo hiểm y tế này để bắt đầu quảng bá. Quý vị thấy chưa, bây giờ quý vị bỏ phiếu cho ông Trump, quý vị bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, bây giờ Đảng Cộng Hòa đang gây hại cho quý vị đó. 2 năm tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ, rồi 2 năm tới nữa diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, cũng như các ghế của Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, Hạ Viện cũng như Thượng Viện sẽ được đưa ra để bỏ phiếu lại. Nguy cơ lắm. Cho nên bây giờ họ nói rằng là Đảng Cộng Hòa đang chưa biết phải làm như thế nào, bởi vì đã lỡ hết rồi. Vấn đề chính ở đây là sửa đổi làm sao. Cái điều tiến thoái lưỡng nan ở đây, nếu mà họ sửa lại đó thì nó lại trở thành Obamacare. Quý vị thấy không? Trong khi ông Trump thì ông nhất định ông nói Đảng Cộng Hòa là replace, repeal, dẹp, không có Obamacare cái gì hết. Hoàn toàn cái mới, nhưng mà cái mới nó gây hại hết cho những người già, khuyết tật, mà nhất là California này, quý vị nhìn thấy cái số người đó rất là đông. Chưa kể đó, nếu theo đúng chiết tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, thì cho đến năm 2026 hay là 2028, 40-50 triệu người Mỹ không có bảo hiểm. Thưa quý vị, mình tiết kiệm được bây giờ, đại khái cho là mình tiết được cả vài trăm tỷ nữa. Quý vị tưởng tượng xem, rủi ro đùng một cái có một người trẻ đi bị thương. Đó, anh khỏe, anh bị thương, đưa vào nhà thương, anh không có bảo hiểm y tế, chuyện gì sẽ xảy ra, ai sẽ trả tiền đó? Có phải là người thọ thuế trả, và cái ảnh hưởng đó sẽ gây lên cái tác hại đối với ngân sách chung của chính phủ. Cho nên về lâu về dài, cái này có bộ hơi gọi là shaky ground, đang đứng mà lúc nào cũng đang bị rung hết. Chưa biết sẽ qua nổi Hạ Viện hay không, mình chưa nói tới Thượng Viện. Bởi vì nếu mà qua được Hạ Viện, đưa lên Thượng Viện thông qua luôn, ông Trump sẽ ký ban hành với những gì mà chúng ta đọc được ngày hôm nay, thưa quý khán giả. À, vâng, thưa quý vị, sau cái sự việc đập Oroville bị vỡ, thì hiện nay các nhà khoa học đang kêu gọi là chính quyền tiểu bang California cần nhanh chóng tu sửa lại toàn bộ hệ thống thoát nước của tiểu bang, gồm có 1.250 con đập, trong đó có 678 con đập là trong tình trạng vô cùng báo động. Vì sao vậy thưa quý vị? Thì xin quý vị vẫn giữ màn hình cổ đài Lê Đô Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay.